Trải qua hơn 7 thế hệ cùng vô số những nâng cấp đáng giá, Porsche 911 Carrera 2021 là một chiếc xe mà trong đời bất kỳ ai cũng mong đợi được trải nghiệm. Porsche 911 ra đời vào năm 1963, cùng thời điểm mà cái tên huyền thoại Lamborghini được giới thiệu, mang trong mình những kinh nghiệm quý giá và tuổi đời lâu nhất thế giới. Porsche 911 được ví von như biểu tượng của sự bất diệt trong ngành công nghiệp ô tô của nước Đức. Trải qua hơn 7 thế hệ với hơn nửa thế kỷ tồn tại, Porsche 911 2021 vẫn luôn giữ được nét thiết kế hiện đại mà không hòa tan vào bất kỳ trào lưu đương thời nào. Đó là một trong những yếu tố đưa Porsche 911 trở thành chuẩn mực xe sang mà những đối thủ khác phải kính nể. Đây được xem là đối thủ xứng tầm với những mẫu xe máu mặt như McLaren 570S và Audi R8. Mang dáng vóc của một chiếc xe làm nên những chuẩn mực trong thời hiện đại, Porsche 911 Carrera 2021 khoác lên mình bộ khung gầm được thiết kế với tỷ lệ độc nhất vô nhị, với kích thước tổng thể lần lượt là 4519, 1852, 1300mm. Phần đầu xe mang đậm nền tảng thiết kế của Porsche khi được tạo thành từ những đường cong đầy mê hoặc, pha lẫn vào đó là những nét chấm phá, gợi cảm ở nắp capo cho cái nhìn hoàn hảo hơn. Đáng chú ý nhất là cụm đèn pha hình oval kích thước lớn ứng dụng công nghệ LED cho khả năng chiếu sáng mạnh mẽ. Ngay phía bên dưới, cản trước của xe được thu gọn, nhưng chỗ cho hốc gió màu đen được khoét sâu táo bạo. Không chỉ vậy, Porsche 911 Carrera 2021 còn được trang bị đèn chiếu sáng ban ngày, 4 điểm với chùm tia thấp giúp tăng khả năng quan sát của người lái ở những góc chiếu thấp. Mang bản chất của một chiếc coupe trẻ trung, Porsche 911 2021 tuân thủ nguyên tắc thiết kế thuôn dài. Hình giọt nước cực đẹp, vòm bánh sau phô da rộng và to hơn để ôm lấy bộ mâm 21 inch to lớn trong khi bánh trước có kích thước 20 inch. Hoàn thiện cho nét đẹp đó là bộ gương chiếu hậu và tay nắm cửa, cùng màu thân xe cho cái nhìn liền khối. Ít ai có thể tưởng tượng được nét đẹp được toát lên từ phần đuôi xe của những chiếc Porsche 911. Đó là kiệt tác trong lối thiết kế pha lẫn giữa sang trọng và thể thao mà ai nhìn vào cũng cảm thấy siêu lòng. Đầu tiên phải kể đến độ tinh tế của cụm đèn hậu dạng LED tuyệt đẹp kéo dài hết phần đuôi chiếc xe một cách hài hòa nhất. Ngay bên dưới là 4 ống xả kép được mạ chrome bóng bẩy được đặt đối xứng giúp tổng thể đuôi xe thêm phần ấn tượng. Đặt chân vào khoang cabin của Porsche 911, chủ nhân như bước vào một thế giới công nghệ mà có thể cá nhân hóa chỉ bằng một nút chạm. Nhờ chiều dài cơ sở 2451mm, Porsche 911 2021 hoàn toàn đủ sức mang đến cho hành khách trải nghiệm sự lộng lẫy về tính thẩm mỹ đến từ sợi carbon và cả sự thoải mái ở khu vực ghế ngồi. Đáng chú ý nhất vẫn là chiếc vô lăng 3 chấu bọc da với logo Porsche huyền thoại. Ngay phía sau là rất nhiều mặt đồng hồ hiển thị thông số giúp người lái dễ dàng quan sát thông tin vận hành của chiếc xe. Hệ thống ghế ngồi được gia công cực kỳ tỉ mỉ trong từng chi tiết, các đường chỉ khâu liền mạch cùng màu với ghế ngồi rất đẹp mắt. Ghế lái và ghế hành khách có thiết kế thể thao ôm sát cơ thể giúp giữ cân bằng tốt khi xe di chuyển lên đến tốc độ cao. Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng khí hậu với bộ lọc ion giúp tạo ra bầu không khí mát mẻ, cũng như khử mùi rất hiệu quả. Các cửa gió điều hòa được bố trí đều trên táp lô phân phối luồng không khí tốt hơn. Hệ thống thông tin giải trí của Porsche 911 2021 rất hiện đại, giúp những chuyến đi thêm phần cảm xúc. Đáng chú ý là hệ thống 2, Ensurround Sound, ứng dụng Porsche Connect, ra lệnh bằng giọng nói. Porsche 911 2021 chưa bao giờ để mất đi danh hiệu biểu tượng của sự bất diệt khi mang trong mình nguồn năng lượng bền bỉ và khỏe khoắn. Xe có trái tim là khối động cơ twin, turbo AGS 3.0 lít sản sinh công suất tối đa 443 mã lực tại vòng tua 6.500 vòng phút. Moment xoắn cực đại 529 nanomet ở giải tua 2.300 đến 5.000 vòng phút cùng hộp số tự động 8 cấp phát huy tối đa lực đẩy. Hiệu năng này làm cho người lái Porsche 911 cảm thấy thích thú và hào hứng khi xe dồ máy. Đó là một cảm giác rất đã tai và mãnh liệt khi xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 3,4 đến 3,5 giờ, tốc độ tối đa 306 km/h. Đối thủ Audi R8 phiên bản 2021 mạnh mẽ hơn khi chỉ mất 3,1 đến 3,4 giờ để tăng tốc 0 đến 100 km/h và đạt tốc độ tối đa 325 đến 331 km/h tùy theo biến thể. Chiếc xe có đến 5 chế độ vận hành như Normal, Sport, Sport Cộng, Individual và chế độ Get. Porsche 911 thỏa sức tạo ra những cung bậc cảm xúc khi chủ nhân cầm lái. Xe còn được trang bị tay lái trợ lực điện với hệ số lái thay đổi giúp vô lăng trở nên nhẹ hơn. Quá trình thích ứng diễn ra nhanh hơn nhằm mang đến những pha đánh lái đã tay. Porsche 911 trang bị treo trước dạng chống rung McPherson với thanh chống lật, treo sau dạng đa liên kết LSA với thanh chống lật giúp chiếc xe lướt đi rất êm, rất mượt.
Không chỉ vậy, mọi chuyến đi sẽ trở nên an toàn và thú vị hơn với hệ thống phanh trước dạng cánh quạt với 6 piston, phanh sau dạng cánh quạt với 4 piston cùng bộ lốp trước 245, 35, R20, lốp sau 305, 30, R21 nhằm tăng độ bám đường một cách hiệu quả nhất. Chiếc Porsche 911 thế hệ mới sở hữu những tính năng an toàn đáng chú ý như chống bó cứng phanh, kiểm soát lực kéo, ổn định thân xe, điều khiển hành trình thích ứng, hệ thống hỗ trợ lái xe, nhận dạng biển báo giao thông, trợ giúp tầm nhìn về đêm. Trải qua hơn 7 thế hệ tồn tại cùng vô số những nâng cấp đáng giá, Porsche 911 quả là một chiếc xe mà trong đời bất kỳ ai cũng mong đợi được trải nghiệm. Không phải đơn giản mà Porsche 911 được tôn vinh như vậy, cứ mỗi thế hệ ra đời, Porsche một lần nữa định nghĩa lại khái niệm của những chiếc xe coupe thể thao, điều mà họ đã làm không ngừng nghỉ trong suốt 54 năm qua. Ở những tùy chọn tiêu chuẩn, Porsche 911 cho chủ nhân 4 màu sắc về ngoại thất để lựa chọn như trắng, đen, hồng, vàng. Ngoài ra với các gói tiện ích khác, khách hàng của Porsche 911 hoàn toàn có thể thay đổi màu sắc theo ý thích của họ. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn! Mm-hmm.